sốc. Cô gái có gương mặt giống Nam Phương Hoàng hậu 99% khiến Hội Anh Em xốn sang. Nổi tiếng với vẻ đẹp sắc nước hơn trời, vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, Hoàng hậu Nam Phương như một biểu tượng của nhan sắc. Cao sang, quý phái, nhẹ nhàng, thời trang, rất hiện đại nhưng lại vừa truyền thống. Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao với một cô gái đang độ 18 đôi mươi. Cô được đánh giá là có khuôn mặt rất giống với Nam Phương Hoàng hậu, từ khuôn cằm, đôi mắt, chiếc mũi đến bờ môi trúng chím. Tất cả đều như bản sao của vị hoàng hậu nổi tiếng. Chỉ khác thân mắt của cô không thể sâu tĩnh và sắc nét như hoàng hậu được mà thôi. Trước nhan sắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, nhiều anh em đã không giữ nổi sự bình tĩnh mà bay vào bày tỏ như sau. Không giống hoàng hậu Nam Phương mà giống hoàng hậu của anh. Nhiều người thì cho rằng cô gái có khả năng là hoàng hậu truyền kiếp thì mới có thể giống đến 99,9% như vậy. Thậm chí còn đùa vui rằng cô đừng yêu anh nào tên Đại để tránh trải qua mối tình buồn như hoàng hậu. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cô gái này? Cùng comment chia sẻ ý kiến với 8TV bạn nhé. Ủng hộ kênh bằng cách like, share và ấn theo dõi mỗi ngày nữa nha.